Thưa quý vị, đến hôm qua, có 50 sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai và trung tâm hướng nghiệp dạy nghề giáo dục thường xuyên nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Trước nghi vấn nhiều sinh viên nhập viện sau bữa cơm chiều 9 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai điều tra nguyên nhân vụ việc. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu thực phẩm lưu tại bếp ăn cơ sở 1, trường Cao đẳng Lào Cai gửi viện kiểm nghiệm trung ương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cũng đã lấy mẫu nước, mẫu chất thải của các bệnh nhân để làm xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể. Cũng theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, 50 trường hợp nhập viện đang được theo dõi, điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, khoa ngoại, khoa nội nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh. Hiện sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Trong ngày 10 tháng 10, trường cao đẳng Lào Cai đã ra thông báo hỏa tốc tạm dừng hoạt động dịch vụ bếp ăn cơ sở 1, trường cao đẳng Lào Cai yêu cầu các đơn vị phòng ban tiếp tục theo dõi đảm bảo sức khỏe cho sinh viên cho đến khi có thông tin kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng